Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có cái xe Winner XV3 thì mình sẽ quay lên đây để cho các bạn biết thêm về một chút về nó nha. Thì nó có những cái vấn đề gì mình sẽ quay lên đây cho các bạn thôi. Cái xe này thì vấn đề nó là cái yên nha, nhưng mà mình sẽ nói cái yên sau. Để mình quay những cái này trước. Thì cái đồ này á, là của anh chủ xe anh mang tới nha. Những cái gì mà anh đã mang tới rồi thì mình sẽ lắp vô cho anh. Và những cái đồ đấy thì mình sẽ không đảm bảo và không có bảo hành hay là không đảm bảo gì về vấn đề đó nha các bạn. Ví dụ mà cái lò xo đầu này là lò xo anh mang tới mà nó ré sớm thì cái đấy là mình sẽ không chịu một phần trách nhiệm nha. Tại vì cái này mình đã có nói với anh rồi. Nhưng mà nếu ví dụ mà anh chấp nhận gắn vô thì lại ok, thì mình cứ gắn thôi nha. Không quan trọng. Nếu mà ví dụ mà nó ré sớm ấy, thì mình sẽ hãm tua sớm. Còn nếu mà nó ré trễ thì mình sẽ hãm tua trễ. Hãm tua ở cái mức nó ré thôi. Còn nếu ví dụ mà nó ré mà mở tua cao quá là nó sẽ bị mau xuống cái cam cò của mình mà bị va đập, nó sẽ mau hư hỏng nha. Cái đầu tiên là cái trái nha. Thì thực sự là cái lòng trái này á, đa số thì mình thấy người ta làm thì người ta cũng chả có vớt móc gì, thì cũng không sao vậy nha các bạn. Cứ để vậy mà gắn vô thôi. Là để cái chân bê tông nó rất là dày nha, nó rất là nặng. Thì gắn vô và nó không sao cả. Nó sẽ hơi rung, với lại chạy nó sẽ nhanh kêu hơn thôi. Còn ví dụ mà mình móc lại như thế này ấy, thì nó sẽ có hai tác dụng. Một là nó sẽ cân đối với cây dên đúng không. Cái bê tông, cái cây dên dưới á, ở dưới cái tạ dên đối trọng ấy, thì nó sẽ đối trọng tốt với cây dên jean này rồi. Hãng người ta đã tính toán ok online rồi. Bây giờ ví dụ mà cái bê tông của chúng ta mà 60.3 nó nặng hơn ấy, thì nó sẽ mất một phần đối trọng đi. Cái bê tông nó sẽ nặng hơn và nó sẽ văng về một phía nặng hơn đúng không. Cái này mình nói nhiều đó, là nó sẽ gây cho cái xe chúng ta rung hơn một xíu. Rung hơn một xíu nha các bạn. Không đáng kể nhưng mà rung hơn một xíu nào cũng có cảm nhận được. Thì tốt nhất là mình làm lại như thế này thì nó sẽ giải quyết được vấn đề rung đó một phần. Nói chung là êm nhất có thể các bạn. Còn cái thứ hai là khi bê tông của chúng ta nhẹ thì nó sẽ lâu bị kêu hơn. Bê tông nó nặng nó sẽ dễ bị dúng đuôi nha. Thì cách làm thì như thế nào? Thì mình mua một cái cân gam thôi. Cái này mình giới thiệu nhưng mà giờ mình giới thiệu sơ tiếp. Mình sẽ để ở mức đo gam. Thì mình sẽ cân tổng thể nha. Tất cả những thứ mình gắn ở trên cái xe nha các bạn. Bê tông, bạc, phe. Đó. Thì mình sẽ cân đồng bộ của nó luôn. Cái áp gìn nha. Đó. Thì mình cân nó sẽ là 123.7. 123.7. Rồi khi mà mình cân cái trái bê tông này ấy, thì mình phải cân tổng thể cả cái bộ bạc, cả cái phe và cả cái ắc. Cái này là bộ gắn lên xe này, vì một bộ của nó thì mình sẽ cân thử. Thì là 124.6, có nghĩa là nó nặng hơn 0.8 gram, 0.9 gram. Là mình móc lại thì nó đã gọi là gần về với cái mức nhìn nhất rồi nhá. Thì nó sẽ giảm tối thiểu đi. Còn ví dụ mà mình không có móc đi thì nó nặng hơn khá nhiều các bạn, cho nên nó sẽ đối trọng sai một phần. Đó là cái bê tông nha. Mình thấy đa số là cũng chả có ai móc mấy. Cái đấy là người ta tính toán họ thôi. Còn như bên mình tính toán thì mình sẽ phải móc nha. Rồi cái xúc bắp ấy thì mình thay hai cái xúc bắp lửa. Xe mới các bạn, 1000 km đó. Nhưng mà mình cũng đã quay những cái xe này đúng không, là hai cái xúc bắp lửa lúc nào nó cũng lỏng. Thì ví dụ mà xài đỡ lại thì mình xài đỡ lại vẫn được. Nhưng mà như cái xe 60.3 này mà làm cái anh đã nói khung giá tiền cho mình rồi, thì mình sẽ thay luôn cho nó ok nha. Nó khít lại. Không được khít quá mà không được rơ quá. Nó rơ quá nó sẽ kêu, khít quá nó sẽ dính. Đó. Thì cái này mình đã làm online rồi. Hút xẻ thì móc nè các bạn. Móc từ trong ra ngoài. Móc là phải từ trong ra ngoài nha. Còn móc tí bên trên với tí bên dưới nha, không ăn thua gì đâu. Phải móc nó đồng bộ từ trong ra ngoài, nó thông thoáng đều với nhau thì nó sẽ ok. Rồi, rong thì mình sẽ xài rong zin móc lên nha. Rong zin mình móc lớn lên một xíu, xài cho 60.3. Rong chân lòng mình xài rong zin nha. Bít tông thì mình xoáy nhẹ thôi, da nhẹ thôi. Cái này mình lắp bạc rồi, bạc vô rồi mình sẽ không thử cho các bạn được. Nhưng mà da nhẹ nha, thả nó trôi luôn, hiểu quá. Chứ nặng quá là không tốt. Nặng quá là không tốt nha các bạn. Rồi, tiếp theo là về cái zin. Cái dên thì Winner á, Winner V1, Winner V2, Winner V3 thì cái độ rơ cái dên thì xe zin người ta làm là lúc nào nó cũng có độ rơ nhiều nha các bạn. Thì những cái đời khác thì mình thấy nó rơ cũng gọi là tương đương, nhưng mà cái này nó sẽ rơ nhiều hơn một chút mà. Thì nó rơ nhiều như thế này á, nếu mà chúng ta đi xe zin thì nó cũng bình thường thôi, chả sao cả. Tỷ số nén nó thấp đúng không? 11.5. Và cái dung tích của nó 150cc thì hãng người ta làm thiết kế như thế này thì cũng được. Nhưng mà vẫn có nguy cơ rủi ro là có những cái xe mà nó rơ như thế này ấy, chạy một thời gian mà nó có độ va đập thì nó sẽ bị lột yên nha các bạn. Nếu mà các bạn chạy V3
các bạn theo dõi V3 một thời gian thôi, các bạn sẽ gặp những cái xe mà audio thấp mà nó sẽ lùn đi, bảo đảm với các bạn nha. Cái này là chắc chắn nó sẽ có lỗi đó. Và nếu mà ví dụ như cái xe này là 1.000 km mà làm 60.3 thì những cái xe mới như thế này mình sẽ không có kêu các bạn ép dê này nha. Và cái dấu hiệu ở trên cái lòng thì cũng mới quá đó, cho nên là cái này là chỉ là một cái cảnh báo của mình thôi. Các bạn muốn sử dụng lại thì ok, không sao cả, lên 60.3 mình vẫn giữ lại cho các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đã làm rồi mà các bạn đã biết có những cái nguy cơ này rồi thì tốt nhất các bạn tháo lại ép dê này luôn nha, tháo lại ép dê lại thì với lại làm máng nhớt với lại tiền công thêm ấy, thì nó thêm có khoảng tầm 1 triệu đó các bạn. Làm luôn cái tại dê này nữa thì nó ra có khoảng tầm 1.2 đến 1.3 nữa nha. Mà khi mà chúng ta đã làm từ cái này thì mình tin là các bạn cũng chả sợ mất dê gì đâu, đúng không? Thì mình sẽ rẽ ra mình ép dê luôn cho nó chắc các bạn ạ, cho cái độ rơ ngang của nó ít thôi và cái độ rơ dọc của nó không có thì nó sẽ chạy bền hơn, mình chạy lâu dài mình an tâm hơn. Còn cái này thực sự mình làm cho các bạn, mình thấy cái dê nó rơ cái này thì mình cũng chả an tâm mấy các bạn. Nhưng mà xe mới quá mà kêu các bạn rẽ ra mà thuộc dạng ép lại thì cũng giống như kiểu là vẽ vời đúng không? Mình cũng chả thích mang tiếng, mang cụ gì. Cho nên là thôi, cái xe mới thì chưa có dấu hiệu gì mình vẫn sẽ làm lại các bạn nha. Còn về tương lai mà nó có bị lột sớm hay lột trễ thì cái đấy là tùy vào khả năng chống chịu của cái dê đâu. Không ai biết được đâu các bạn ạ. Ví dụ mà có thể ok thì mình có thể chạy được 40-50 ngàn cây, cả 70-80 ngàn cây với chai 60.3 nha. Nhưng mà có khi mà xui thì chạy khoảng 5-7 ngàn, 10 ngàn nó đã lột, hiểu bạn ạ. Có khi nhìn luôn các bạn, nhìn luôn mà có chạy có khoảng 5-7 ngàn, 10 ngàn nó cũng lột đấy bạn. Có những cái dê mà nó rơ hơi sai số quá đấy một chút và nó xa mà nó xui một chút thôi là nó sẽ lột nha, nó dính ngác lại và cái tay dê mình cứng ngác luôn. Hiện tượng này nó xảy ra cũng khá nhiều nha các bạn, chứ không phải là mình đoán mò nha. Rồi vậy thôi, cái lòng này mình sẽ lắp vô, cái đầu thì mình đã xử lý xong rồi, cái cốt cam thì của anh mang tới, mình sẽ lắp vô, cái nồi thì cũng của anh mang tới. Thì cái nồi này mình sẽ căn tối đa nhất có thể nha, mình căn bằng đạn ngay tâm nhất, rồi là mình căn chỉnh cho nó ngon lành nhất thôi. Còn ví dụ mà cái nồi thắt tách này nó có dễ có hiện tượng nhảy xên thứ cái đấy mình sẽ không bao không gì hết nha. Mình chỉ có bao cho các bạn, đồ các bạn mang tới mình chỉ bao cho các bạn ấy, là mình căn chính xác nhất có thể ở cái tiệm mình thôi. Còn ví dụ mà nó vô tình nó bị nhảy xên hay gì đó thì cái đấy mình không bảo hành hay là mình không căn chỉnh gì lại cho các bạn nha. Tại vì nhiều khi cái nồi người ta làm nó có sai số, nó cho nó không đều hay là gì đó. Cái nồi này là cực kỳ là khó căn các bạn, thắt tách á. Thương hiệu thì cũng khá lớn hay sao đó, mình thấy cũng nhiều người bạn tin dùng đấy. Nhưng mà mình căn cái nồi này thì mình căn nhiều lần rồi thì mình thấy nó không ok, nó rất khó mà hết nhảy xên nha. Nhảy xên hay không thì tùy thuộc vào các bạn chạy nữa. Ví dụ mà các bạn không có rà côn nhiều hoặc là các bạn không có thả trôi xe mà thắng bằng côn nhiều ấy, thì các bạn sẽ không phát hiện ra. Nhưng mà những bạn mà chạy mà có hay chạy ở những cái kiểu mà rà côn để thắng số lại các thứ đó thì nó sẽ dễ phát hiện ra nha các bạn. Còn ví dụ nó hơi nhảy vậy, các bạn lướt qua cái tua nhảy thì nó cũng chả ảnh hưởng gì nha. Nhưng mà như bên mình làm thì mình sẽ xử lý làm sao cho nó các bạn sẽ có rà côn thắng bằng côn hay là thắng bằng số các thứ thì nó sẽ không có hiện tượng đó. Nhưng mà cái nồi này thì mình sẽ không đảm bảo cho các bạn, tại vì nồi của các bạn mang tới mình chỉ đảm bảo là căn ok thôi, hiểu bạn. Rồi sau này mình sẽ lắp vô nha. Bạn chỉ là bạn nào chỉ bơm lắp đi. Rồi tiếp theo là cái xe 62 đây, 62 mà bị lúc dên cái tay dên đâu ta, mày bẻ luôn tắt đi rồi tay dên nhỉ. Rồi cái 62 mà cái dên mình đi làm ấy thì mình đã thay bạc đạn đúng không, NTN nha. Rồi tay dên Uma, cái này mình chưa rửa ráy gì hết, nó hơi dơ nhưng mà không sao, ok thì mình rửa sẽ sạch nha. Là mình đi bằng đạn NTN, tay dên Uma và cái máng nhớt này có thấy các bạn thấy ba vết hàn to đùng không? Cái này là ngày trước là hôm bữa là đã hàn rồi nha. Cho nên là tới cái chỗ ép dên người ta sẽ phải mài ra và người ta làm cái cảo dên cái thứ ra, xong đến lúc người ta làm xong xuôi người ta sẽ phải lắp cái miếng này vô và người ta hàn lại như cũ nha. Tại vì khi mà chỗ này hàn thì nó sẽ bị rỗng ra rồi các bạn ạ, cho nên phải hàn lại nha. Cái này sẽ làm lại hàn được thêm có khoảng lần nữa thôi, rồi là cái dên này chúng ta sẽ thay. Nhưng mà giờ thì làm như thế này là ok rồi đó, ngon lành chảnh đều nha. Nó nhìn nó hơi xấu đúng không, nhưng mà trước đó người ta đã hàn rồi thì mình phải chịu, mình hàn theo thôi. Mà ngày xưa người ta sao người ta hàn thì mình không biết, nhưng mà khi mà mình nhận cái xe này thì thấy người ta hàn rồi đó, thì mình làm xong rồi bên gia công cái thứ người ta cũng phải hàn lại cho mình. Rồi cái tay dên mà tay dên SCK đó các bạn, các bạn nhìn tay dên nó kinh khủng cái nào không, cháy đen thui nè.
cháy đúng không? Mà cái bạc đạn ở bên trong các bạn thấy nó chạy mà nó bằng hết cái đầu đúng không? Nó không quay được nữa, không lăn được nữa mà nó mòn bay hết cái nó cái hình tròn mà giờ nó ra thành đường mòn góc vuông 90 độ rồi nè. Đó, nó sẽ va đập cái bạc đạn, nó không quay được thì nó sẽ kẹp dây lại, chạy nòng máy nó sẽ đứng đúng không? Còn nếu ví dụ nguội nguội thì nó có thể nó quay được vài vòng rồi nó cũng đứng à. Nói chung cái dây này thì bị đứng, gọi là bị đứng dây luôn rồi á. Đó, cỡ này SCK nha. Mình thì không dìm hàng gì, nhưng mà cái thương hiệu nào mà mình nhìn thấy mà nó có hiện tượng này ấy, thì mình sẽ nói để cho các bạn biết đường né ra đó các bạn. Rồi là khi mà bên khác làm những cái gì mình nhiều khi mình so sánh ấy, cái đấy không phải là mình dìm hàng bên khác, nhưng mà mình so sánh cái cách làm của mình và người khác. Nếu mà các bạn tin tưởng cái bên khác làm thì các bạn làm bên khác, còn nếu các bạn tin tưởng bên mình thì bên mình làm nhá. Chứ mình cũng chả muốn dìm hàng đâu. Thợ nào thì có cách làm riêng và cái giá tiền riêng. Mình đã nói nhiều vấn đề đó nhá. Đó, thì cái này là tay dê này mình thấy không ok thì mình nói với các bạn là không ok, để các bạn biết là cái tay dê này nó có những rủi ro đó. Thì mai mốt các bạn có làm xe hay các bạn có muốn thay loại chủng lại tay SCK hay gì đó thì các bạn biết đường, các bạn nhìn thấy nó như thế này thì các bạn tin tưởng thì các bạn cứ mua về lắp đúng không. Còn nếu mà các bạn không tin tưởng, các bạn biết đường né ra để đỡ gặp những trường hợp như thế này. Đó, hoàn toàn là để giúp ích cho các bạn thôi, chứ chả có gì một cái SCK này gì. Bây giờ nếu mà tay dê này ngon thì mình nói nó ngon rồi mình mang về mình làm chứ, nhưng mà nó không ok thì mình thông báo đến đây thôi. Đó. Rồi cái đồ này thì mình đang đi làm lại nha. Lúc nào xong thì mình sẽ lại quay phim cho các bạn xem tiếp. Hôm nay chủ yếu mình quay thì về cái dê này thôi. Nó có những rủi ro thì các bạn sẽ sắp xếp làm cho nó chính xác nha. Rồi chào các bạn.